Xin chào, tôi là giáo sư Togame Haji. Tôi đang đứng ở khu phố chuyên về game và anime Akihabara. Nhiệm vụ của tôi là chỉ với 1.000 yên, khoảng 200.000 đồng Việt Nam trong tay, tôi sẽ mua được bao nhiêu quân bài Yu-Gi-Oh để thi đấu cùng bạn bè. Tôi cũng muốn biết mình sẽ mua được những quân bài như thế nào. Xin mời các bạn hãy theo dõi. Tuy là ngày thường, nhưng đường phố lúc nào cũng tấp nập du khách. Tại khu phố này, bạn có thể tìm thấy nhiều món hàng đặc trưng của văn hóa hiện đại Nhật Bản, điển hình là các sản phẩm dành cho giới trẻ. Các mặt hàng nổi tiếng vẫn là video game, truyện tranh, đồ chơi các loại và các mặt hàng điện tử với giá cả hợp lý. Tất cả những gì các bạn cần về các sản phẩm giải trí đều có ở đây. Giá cả ở khu phố này không còn rẻ như trước và có nhiều trung tâm mua sắm ở Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro, v.v. cạnh tranh rất dữ dội về mặt giá cả cũng như chủng loại hàng hóa. Nhưng du khách vẫn dành cho nơi đây một tình cảm đặc biệt ngoài mua sắm. Vốn dĩ mỗi nơi trong Tokyo đều mang đặc trưng riêng, nên đây cũng là một điều dễ hiểu. Lần sau nếu có thời gian, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về khu phố Akihabara này. Thực sự chỉ có du khách hoặc các fan cuồng animation và video game mới tìm đến đây. Còn lại, đa số những người sống ở Nhật đều mua các sản phẩm giải trí gần nhà vì tính tiện lợi. Tuy nhiên, một ngày lang thang ở đây cũng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho bạn. Đã tới cửa hàng rồi, tôi xin phép vào trong. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào các bạn, tôi đã mua xong các quân bài Yu-Gi-Oh với số tiền quy định là 1.000 yên, 200.000 đồng Việt Nam. Cũng khá là nhiều các bạn à. Và người bạn đồng hành quay phim cho tôi cũng mua được một bộ bài ma thuật tương tự. Chúng tôi sẽ giới thiệu các quân bài đó trong video tiếp theo. Xin hẹn gặp lại các bạn.